đường lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang với bao chiến công hiển hách. Trong đó, cách mạng tháng 8 năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất bản anh hùng ca vĩ đại của lịch sử dân tộc thế kỷ 20. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thắng lợi là một cuộc cách mạng vĩ đại đưa dân tộc ta từ thân phận nô lệ trở thành dân tộc độc lập, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng 8 thành công là sự hội tụ của ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện cụ thể đất nước lúc bấy giờ. Đảng đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn, có phương pháp khoa học, hình thức đấu tranh phù hợp, biết nắm bắt thời cơ, xây dựng lực lượng và tổ chức, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để cùng nhân dân tiến lên, giành và giữ chính quyền. Thời điểm đầu tháng 3 năm 1945, tình hình chính trị vô cùng phức tạp. Phát xít Nhật đảo chính hất cảng Pháp. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945, Đảng ta tiếp tục đề ra nhiều chủ trương nhằm chuyển hướng đấu tranh cách mạng, củng cố lực lượng như thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân, ra chỉ thị tổ chức các ủy ban dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban Giải phóng dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước. Tại đây, người đã có thư kêu gọi khởi nghĩa, ban hành mệnh lệnh khởi nghĩa, công bố lệnh khởi nghĩa, khẳng định lúc này thời cơ thắng lợi đã tới. Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật chính thức đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Ngay sau đó, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào quyết định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới và phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Nhờ chọn đúng thời cơ mà sức mạnh của nhân dân ta được nhân lên gấp bội. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 25 triệu đồng bào ta với tinh thần đem sức ta mà giải phóng cho ta đã nhất tề dùng lên giành chính quyền. Cách mạng tháng 8 thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Ngày nay, trong quá trình phát triển đất nước, Đảng ta khẳng định tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta,
không cho phép ai được ngã nghiêng dao động.